Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2017, Nguyễn Trung kính chào quý vị. Indonesia phóng thích nhiều ngư dân Việt. Ba gia đình Việt được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn. Vì sao hàng nghìn người Việt ở lại Mỹ dù có hạn visa và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Indonesia vừa hoàn tất thủ tục trao trả cho Việt Nam 100 ngư dân trong đợt thứ 5 trong năm 2017, không lâu sau khi xảy ra vụ va chạm giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Video trên YouTube của Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng 40 ngư dân Việt Nam đã lên máy bay về nước hôm 23 tháng 5 và số còn lại sẽ trở về Việt Nam vào các ngày tiếp theo. Vụ thả ngư dân Việt Nam được tiến hành ít ngày sau khi xảy ra đụng độ giữa lực lượng chấp pháp hàng hải của hai nước cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại vùng biển mà đôi bên nói là thuộc nước mình. Việt Nam được cho là đang cầm giữ một viên chức Indonesia, trong khi chính quyền Jakarta đang giữ 11 ngư dân Việt bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của quốc đảo này. Tin nói rằng hai bên đang sử dụng các biện pháp ngoại giao để xử lý vụ việc. Không chỉ Indonesia, mà ngày càng có nhiều nước trong khu vực như Philippines, Thái Lan, Malaysia hay thậm chí Australia bắt giữ các ngư dân Việt đánh bắt cá trái phép. Ba gia đình từ Bình Thuận vượt biên qua Úc lần thứ hai, hiện đang ở Indonesia, vừa được Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn ngày 23 tháng 5. Tất cả 18 người, trong đó có 12 trẻ em, đang tìm một nước thứ ba để tái định cư, theo bà Grace Bui, một thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt nhận hỗ trợ những người tị nạn. Bà cho biết sẽ sang Indonesia vào tuần sau để tìm cách liên lạc với chính phủ các nước, trong đó có Mỹ và Canada, xem xét khả năng tiếp nhận những người tị nạn này. Các gia đình trên bị giữ tại Indonesia trong khi tìm cách vượt biên sang Australia hồi đầu năm nay, sau khi từng bị bắt và trục xuất về Việt Nam rồi bị tống giam. Bà Trần Thị Lụa, một trong những người được cấp quy chế tị nạn, từng tuyên bố với truyền thông trong lần vượt biên thứ hai rằng bà thà bị bắn chết còn hơn là bị trả về Việt Nam lần nữa. Hàng nghìn người Việt nằm trong danh sách người nước ngoài ở quá hạn thị thực tại Hoa Kỳ, trong xu hướng mà giới hữu trách nước này nói là gây nguy cơ về an ninh quốc gia. Theo phúc trình của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố đầu tuần này, tính tới cuối năm 2016, con số người Việt ở quá hạn visa đi du lịch hoặc giao thương ở Mỹ là khoảng 3.000 người. Trong khi đó, con số du học sinh hoặc sinh viên trao đổi của Việt Nam ở quá thời hạn thị thực được cấp là hơn 1.000 người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành một tổ chức từng giúp đỡ một số người Việt gặp rắc rối vì ở quá hạn visa, nói với VOA Việt ngữ rằng có nhiều lý do dẫn tới tình trạng này. Thứ nhất, họ sang bên này với cái chủ ý là ở lại. Cái thứ hai, đó, họ bị gạ sang bên này vẫn còn được du lịch với cái sự hứa hẹn được đi làm này kia. Nhưng mà cái chủ sử dụng lao động chẳng hạn ở tiệm nail hoặc tiệm ăn lại không gia hạn cho họ cái visa. Hoặc là chồng bảo lãnh vợ sang, không được không làm giấy tờ gì hết. Và coi như người vợ kẹt cứng với lại người chồng cứ ở suốt ngày trong nhà. Theo phúc trình của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, tính tới cuối năm 2016, hơn 600.000 người tới thăm Hoa Kỳ vẫn ở lại nước này dù đã hết hạn visa. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Họ là những người già trên 70 tuổi. Họ là những người tàn tật. Họ là những người không nơi nương tựa mà ai đó trong cuộc đời đã gọi họ là tình nhân của mưa nắng. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, không thể muộn hơn, họ phải lo hoàn tất mọi công việc ở nhà và bắt đầu một ngày đi bán vé số. Dường như các con hẻm, các con đường đã thành quen thuộc đối với họ. Tây Ninh, một thành phố nhỏ giáp giới với Campuchia, nơi được mệnh danh có nhiều người bán vé số đứng đầu Việt Nam, xét theo mật độ dân số. Đủ ăn, không có dư. Rồi thành ra phải đi bán kiếm tiền để mà sống. Và có đi chùa chiền, rồi có tiền đóng công quả chút đỉnh vậy đó. Chứ không có dư. Trước đây thì học thợ của đạo dạy, rồi thạch nghề, rồi năm 1966 tôi dẫn thợ đi làm cắt bánh, xây các chùa,
giờ già rồi làm hết nổi rồi về làm cái nghề này đặng mà kiếm tiền nuôi thân. Với mức chiết khấu 10% trên mỗi tấm vé bán được, nghĩa là với mỗi tấm vé bán với giá 10.000 đồng trên thị trường, người bán vé số được công ty sổ số kiến thiết trả cho 1.000 đồng. Hiện tại, để bán được 100 tờ vé số là chuyện hết sức khó khăn của người đi bán vé số, bởi người bán thì nhiều mà người mua thì ít. Đó là trường hợp của những người lành lặn. Với những người tàn tật, đi bán được 100 tờ vé số để có 100.000 đồng chi tiêu trong ngày là chuyện vô cùng khó. Những ngày mưa, việc đi lại của họ càng thêm khó khăn. Nhiều ngày chỉ bán được chưa đầy 20 tờ vé số. Với 20.000 đồng kiếm được, họ chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ, không thể mua sắm thức ăn. 70.000 đồng rồi nè. 70. Rồi ăn uống này kia cũng còn chừng 50. Rồi tối về ngủ cũng có cái phòng nhỏ ngủ hả? Để rồi một thì nghỉ đi chùa. Đi chùa Tà Thánh à. Tà Thánh á. Tu làm lên thính thiện rồi mà giờ không họ dám ở không. Ở không không có tiền đóng công quả. Mình đi tu cũng phải tốn tiền. Vậy đó. Đời cũng tốn mà đạo cũng tốn tiền à. Làm gì khỏi tốn á. Thử ra phải làm. Làm để sống. Để đóng công quả. Cho nhân sanh bá tánh người ta có nghèo hơn. Hội thánh để nuôi người ta. Không được nhiều hết á. Quay mượn từ bà chủ lắm á, quay chữa bệnh cùng về cơ hãng đi chứ mượn chữa bệnh tiếp. Lang thang ở các quán cà phê, quán cơm, quán nhậu để bán vé, không kể mưa nắng sớm trưa, đó là công việc thường nhật của những người bán vé số. Cũng không thiếu những trường hợp oái âm đối với họ trên đường kiếm cơm. Bán vé số này nó cũng khổ lắm, chứ đôi khi bọn em đi bán này cũng bị mất vé nhiều. Giống như là người ta sẽ bỏ ngại và bỏ trong biên, bọn em mất đôi khi cầm vé trên tay mà mất phần nửa luôn. Người ta lấy nhiều vé lắm mà xong mà bọn em về không có tiền bù công ty thì cũng phải góp sách chứ thật là cũng khổ. Rồi đi bán thì ngày thì cũng được 100 tờ thôi, 100 tờ thấy đi cả ngày là dã chân mới được 100 vé chứ cũng không được bao nhiêu hết. Nếu mà thu nhập của em cầu là nhà nước là lên số lượng tiền thưởng lên hoặc lên số lượng vé tiền này. Em mặc cưỡi thì bọn em cũng đỡ khổ hơn. Sợ như thế là em nói là cái số thì em cầu là chúng cho công ty sổ số cho mấy người mua số chúng nhiều ạ, chúng nhiều thì họ mua được lại cho bọn em nhiều, còn mua ít quá thì mà không chúng thì họ cũng làm họ không mua nữa. Từ ngày mà tôi lớn tuổi rồi mà nghề hết nổi á, tôi giờ có nhà cửa đất cát của tôi tự lo, giờ ở nhà dột đi bán về trời mưa thì hứng mấy chục cái thao rồi đổ nước rồi chứ họ chưa có sửa lại. Mức thưởng của các công ty sổ số kiến thiết trực thuộc nhà nước ngày càng mất hấp dẫn đối với người mua, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đối với người bán vé số, thu nhập của họ ngày càng nhỏ lại. Số người thất nghiệp đi bán vé số ngày càng tăng và giá các loại hàng hóa liên tục leo thang. Người bán vé số vốn nghèo khổ, càng thêm khốn đốn giữa cơn lốc thị trường. Ở Sài Gòn, có những con đường quanh năm hư hỏng nước động thành ao tù, cứ như đường làng thôn quê. Sài Gòn cũng có nhiều tuyến đường mới mở khang trang nằm gần khu trung tâm. Bên cạnh vẻ hiện đại đó, thì ven đô Sài Gòn còn lắm nơi mà người ta nói rằng đây là những địa chỉ sản xuất gây ô nhiễm môi trường sống. Như lời một người dân, tất cả hình ảnh này đang khiến cho đô thị trở nên ngột ngạt vì khói xe và bụi bặm. Cô thì cô thấy cái môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng nguy hiểm về vấn đề vệ sinh môi trường. Thứ nhất là xe đông, bụi, khói bụi, rồi các nhà máy xả chất thải, không khí ô nhiễm. Không cần nói chi tới những thứ đó mà con người với nhau nè. Đông quá đi, mình hít thở lẫn nhau cũng đủ mà lây bệnh rồi, chứ đừng nói tới mà ô nhiễm môi trường. Nội con người với nhau đông đến cái độ đó, dễ bị nhiễm những cái bệnh
hết sức là nguy hiểm. Đó. Những người phải thường xuyên ra đường như em sinh viên Hoàng Luân đã than rằng nội khói xe cũng đủ gây bệnh. Dạ cháu cũng là sinh viên thì việc cháu đi học hàng ngày cũng tiếp xúc trực tiếp hay đi ra ngoài đường thì khói bụi rất là nhiều. Khí thải từ xe thì cộng thêm các công trình đang xây dựng, thời tiết gió thức nắng mưa thất thường thổi thì đôi khi cháu cũng cảm thấy hơi ngột ngạt, cũng ô nhiễm nhiều. Rồi đặc biệt là khói từ mấy cái xe buýt đó, xe buýt đặc biệt thấy toàn khói đen không. Những tấm bảng báo về chỉ số ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn đã được dựng lên nhiều nơi ở Sài Gòn. Những bảng này có độ trễ thông tin đến vài tháng trời, hầu như chỉ có mỗi chuyện tiếng ồn là màu đỏ, màu của báo động đang ô nhiễm. Thi thoảng thì phần bụi trong không khí cũng chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên cái cần nhất là phải làm gì để giảm tiếng ồn và ô nhiễm bụi thì chưa thấy giải pháp nào được đưa ra. Sinh viên Hoàng Luân nói rằng trách nhiệm thuộc về chính quyền. Về việc này thì các cán bộ và các cơ sở, cơ quan, nhà nước có liên quan trong việc này phải chịu trách nhiệm trong việc đường xá hư hỏng, gây bụi. Rồi trong khi đó phí cầu đường thì người dân vẫn đóng đầy đủ. Với Sài Gòn, dân cư từ các nơi đổ về để mưu sinh đã làm cho sự ngột ngạt tăng lên. Một người dân nói rằng cần phải có chính sách di dân. Ước nguyện của cô đó là cô muốn là bây giờ chính phủ phải có cái biện pháp. Một là chánh nhất là di dân bớt, cho bớt cái gánh nặng của thành phố, cho dân số bớt đông. Sài Gòn hiện đã ô nhiễm trên sông nước, kênh rạch. Người lao động nhập cư lại sẵn sàng làm bất cứ nghề gì để mưu sinh, bất chấp chuyện tạo thêm vấn nạn ô nhiễm cho đời sống thị dân. Trong lúc đó thì các quan chức cứ mãi hô hào giấc mơ Sài Gòn thành một Singapore hay Sài Gòn sẽ là thung lũng Silicon tận miền Bắc Cali. Song lại chưa đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nào cho xử lý ô nhiễm. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố đặt miền Nam vào tình trạng thiết quân luật trong 60 ngày. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các lực lượng an ninh Philippines tìm cách bắt giữ một thủ lĩnh phiến quân hàng đầu có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, khởi sự một cuộc đụng độ dẫn đến việc một thành phố lớn ở miền Nam Philippines bị vây hãm. Ít nhất 2 binh sĩ và 1 nhân viên cảnh sát thiệt mạng, 12 người khác bị thương ở Marawi trên đảo Mindanao. Bộ Quốc phòng cho biết hàng chục tay súng đã chiếm thành phố Marawi, phóng hỏa đốt một nhà thờ và nhiều nhà cửa. Giáo hội Công giáo Philippines nói một linh mục và một số người khác đang bị giữ làm con tin sau khi những kẻ chủ chiến xông vào một nhà thờ. Phát ngôn nhân quân đội Edgar Arevalo cho biết mục tiêu của lực lượng an ninh và lực lượng vũ trang Philippines là nhanh chóng kết thúc vụ đối đầu để thị trấn này và cuộc sống của người dân có thể trở lại bình thường như trước kia. Miền Nam Philippines, đặc biệt là Mindanao, khu vực giàu tài nguyên nhưng đầy dãy đói nghèo, từ lâu là nơi mà Abu Sayyaf và các nhóm cực đoan khác hoạt động mạnh. Cảnh sát Anh loan báo bắt thêm 3 người trong cuộc điều tra vụ đánh bom đại nhạc hội tối 22 tháng 5 tại thành phố Manchester. Không có thông tin về 3 người bị bắt, cũng như một người bị bắt trước đó hôm 23 tháng 5, ngoài thông tin người đó 23 tuổi, có thể dính líu trong vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd ngày 24 tháng 5 nói, có khả năng hung thủ đánh bom tự sát Salman Abidi, 22 tuổi, không tự thực hiện vụ tấn công một mình. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định liệu nghi can này có thuộc một tổ chức nào hay không. Anh tăng báo động khủng bố lên mức nguy hiểm, tức là mức cao nhất, nghĩa là một vụ tấn công khác có khả năng sắp xảy ra. Vụ nổ hôm 22 tháng 5 tại sân vận động Manchester làm 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Hung thủ Abidi chết tại hiện trường. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đứng sau vụ tấn công, nhưng tình báo của Anh lẫn của Mỹ chưa xác định thông tin đó. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết tình báo Anh và Pháp có thông tin về việc nghi can Abidi hình như đã đi sang Syria. Anh chỉ trích các quan chức tình báo Mỹ vì đã rò rỉ thông tin báo giới sau vụ tấn công ở Manchester hôm 22 tháng 5. Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết đã gửi thư khiếu nại với Mỹ sau khi chi tiết về cuộc tấn công ở Manchester được truyền thông Mỹ loan truyền trước khi chính quyền Anh công bố.
Trong chương trình Today của BBC Radio 4, bà Amber Root nói rằng, thật bực bội khi tin được các nguồn khác công bố. Tôi đã nói rất rõ với những người bạn của chúng tôi rằng, chuyện đó không nên để xảy ra thêm một lần nữa. Thông tin chi tiết về vụ tấn công tự sát, kể cả số người chết và danh tính kẻ tấn công, đã được một số hãng truyền thông Mỹ công bố, dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu danh tính. Anh cho biết sẽ tái xét cách chia sẻ tin tình báo, nhưng Bộ trưởng Nội vụ khẳng định rằng các thông tin vừa bị rò rỉ không gây hại cho cuộc điều tra. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Đức Giáo hoàng Francisco gặp nhau nửa tiếng tại Vatican ngày 24 tháng 5. Đôi bên từng khẩu chiến năm ngoái thời ông Trump tranh cử tổng thống vì ý tưởng của ông Trump muốn xây tường biên giới Mỹ-Mexico. Đức Giáo hoàng nói, bất cứ ai nghĩ đến việc xây tường thay vì bắt cầu đều không phải là Kitô hữu. Lời phát biểu này bị ông Trump coi là đáng hổ thẹn. Trong ngày 24 tháng 5, ông Trump họp với các nhà lãnh đạo Ý trước khi sang Brussels dự thượng đỉnh NATO. Tổng thống Mỹ sẽ trở lại Ý vào thứ Sáu để tham dự thượng đỉnh G7 ở đảo Sicily. Phim khoa học viễn tưởng thường nói về những công nghệ tưởng tượng. Nhưng giờ đây, một xe tự hành nguyệt cầu thực được đưa lên màn ảnh rộng. Nó không chỉ là ngôi sao màn bạc mới, mà còn thủ vai chính trong sứ mệnh riêng thám hiểm chị Hằng vào năm tới. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Xe tự hành mặt trăng vừa ra mắt tại London trong buổi công chiếu phim Alien Covenant, phần mới nhất của loạt phim Alien, người ngoài hành tinh. Trong phim, chiếc xe chạy quanh một hành tinh mới phát hiện để thu thập thông tin khoa học. Nhưng ngoài đời thực, chiếc xe này sẽ được phóng lên mặt trăng để thu thập thông tin, bao gồm dữ liệu từ một chiếc xe đã ở lại trên mặt trăng gần 45 năm qua. Chiếc xe địa hình này được các phi hành gia của phi thuyền Apollo 17 sử dụng trong chuyến thám hiểm nguyệt cầu cuối cùng của cơ quan không gian NASA của Mỹ. Các nhà khoa học và kỹ sư tình nguyện của công ty khởi nghiệp Part-Time Scientist ở Berlin hợp tác với nhà sản xuất ô tô Đức Audi chế tạo ra chiếc xe tự hành nguyệt cầu này. Xe tự hành có 4 bánh, mỗi bánh tự xoay chuyển độc lập cho phép xe có thể xoay chuyển tại chỗ và chạy theo phương ngang. Xe có 3 camera, 2 camera thường và 1 camera khoa học để tích hợp dữ liệu từ xe địa hình của phi thuyền Apollo 17. Chiếc xe chủ yếu bằng nhôm này chỉ nặng 35 cân, dùng động cơ hybrid chạy bằng năng lượng mặt trời, thu từ các pano 100W. Xét về công nghệ hiện tại, mọi thứ đều rất hiệu quả về năng lượng, rất nhỏ và sẵn sàng. Chiếc xe đã được thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt. Chiếc xe tự hành này và một chiếc tương tự dự kiến sẽ di chuyển trong bán kính 200 mét quanh xe địa hình Apollo và gửi những hình ảnh HD về trái đất. Cả hai chiếc xe này sẽ ở lại vĩnh viễn trên mặt trăng. Mới đây, một trong những vụ tấn công mạng điện toán lớn nhất trong lịch sử đã gây rúng động nhiều công ty và chính phủ trên toàn thế giới. Đây là một ví dụ cho thấy những thách thức đối với an ninh kỹ thuật số và sự cần thiết phải luôn cập nhật công nghệ. Quân đội Hoa Kỳ đã tìm ra cách ứng dụng đổi mới và bắt theo tốc độ chỉ có ở thung lũng Silicon và các công ty công nghệ khởi nghiệp. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Trông có vẻ giống như một công ty ở thung lũng Silicon với các kỹ sư đang lập trình. Nhưng thực ra, Capella Space chỉ có một khách hàng duy nhất, quân đội Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ bởi vì chúng tôi có thể giúp chính phủ tiết kiệm và mang lại những khả năng chưa từng có, và qua đó hy vọng sẽ cứu được nhiều mạng sống.
một người nhập cư từ Iran, Payam Banazaret, giờ đây đã tạo ra một loại vệ tinh đặc biệt chỉ lớn hơn một chiếc hộp đựng giày một chút. Thực ra đây là một công nghệ quân sự. Vấn đề là các vệ tinh hiện quân đội sử dụng to quá. Capella có thể chế tạo các vệ tinh nhỏ hơn, rẻ hơn và nhanh hơn các vệ tinh quân sự truyền thống. Bây giờ, quân đội Hoa Kỳ có thể là khách hàng mua vệ tinh dữ liệu của Capella thông qua đơn vị thử nghiệm đổi mới quốc phòng, gọi tắt là DIUX, một ủy ban mới của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng là cơ chế quan liêu lớn nhất thế giới, có một số thứ bí mật cần được bảo vệ. Và dĩ nhiên, tất cả những gì mà binh sĩ của chúng ta chạm tới đều có những hệ lụy mang tính sống hoặc chết. Do đó, quân đội có khuynh hướng không thích rủi ro. Trong nhiều trường hợp, họ chỉ chấp nhận công nghệ đã hoàn hảo, nhưng đến lúc đó thì công nghệ đó đã lạc hậu. Văn hóa của các công ty công nghệ khởi nghiệp thì hoàn toàn ngược lại, xem rủi ro và tốc độ yếu tố thúc đẩy đổi mới cao nhất. Tung sản phẩm tối thiểu này ra thị trường thật nhanh, cải thiện nó, làm đi làm lại và cố gắng làm càng nhanh càng tốt. Tại hội nghị toàn cầu của Viện Milken mới đây, các chuyên gia ở thung lũng Silicon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo kịp công nghệ. Nói chung, các hệ thống của chính phủ không sử dụng các hệ điều hành mã hóa và cơ chế mới nhất. Như cuộc tấn công mạng toàn cầu gần đây nhất đã chứng minh, đây là một cuộc đua không ngừng nghỉ để vượt lên trên các mối đe dọa. Nằm trong tòa nhà ngay giữa thung lũng Silicon, DIUX là một cầu nối kết hợp các văn hóa khác nhau giữa các công ty công nghệ ở thung lũng Silicon với quân đội Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia. Công nghệ luôn thay đổi và nếu bạn chỉ có những thiết bị thuộc thế hệ trước, nó tạo cho kẻ xấu thêm thời gian để tìm ra nhược điểm. Nếu chúng ta liên tục phát triển, đó là trò chơi mèo vờn chuột giữa những kẻ tấn công và người bảo vệ, và chúng tôi muốn đứng về phía bên thắng cuộc. Điều đó bắt đầu với việc DIUX bỏ bớt những thủ tục và quan liêu do khách hàng là quân đội. Kể từ khi thành lập cách đây 18 tháng, DIUX đã làm việc với hơn 30 công ty công nghệ cao ở khắp Hoa Kỳ và trên thế giới. Capella Space dự định sẽ phóng vệ tinh trong khoảng 6 tháng nữa. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế, chính trị, đời sống xã hội, tình hình Biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng Internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi các chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English in a Minute. We have a lot of weather expressions in American English. But some expressions that talk about the weather are not actually about the weather. Why is everything so quiet in the newsroom today? We are expecting breaking news from the mayor's office. Oh, so this is the calm before the storm. Exactly. When news of her arrest breaks, this place is going to get crazy. Before most big storms, there is that moment of calm. The air is still, the bugs and birds are quiet. Then the storm starts with rain, wind, thunder, and lightning. In spoken English, the calm before the storm is the period of quiet before something dramatic happens. And that's English in a Minute. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Kaveh, you look different. Did you get a haircut? Yes, I got my brother to cut my hair. Do you always have your brother cut your hair? Well, he doesn't like to, but I got him to do it. You got him to do it. That's a causative sentence. Let's talk about that today. Causative verbs express how one person causes another person to do something. Have can be used as a causative verb.
If someone does a service for you, you can use have. You have someone do something for your benefit. I had her cut my hair. I had him fix my computer. Get is another useful causative verb. Get is about persuading or convincing a person to do something for you, but that person may not want to do it. Get is followed by an object and to. I got my mom to babysit. I got my boss to give me a promotion. Have, when used as a causative verb, is not followed by to. I had her call my mom. I had him carry my bag. So next time you need someone to do something for you, or persuade someone to do something, try using a causative sentence. Lucia, if you want, I can get my brother to also cut your hair. No, I'm okay, thanks. And that's Everyday Grammar. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's expression is, there's something off about them, from Keeping Up with the Joneses. The funny movie tells the story of two spies who move into a new neighborhood. Listen for the words, there's something off about them. Hey, honey! Still spying on the neighbors? Hi. We're the Joneses. You don't think there's something off about them? Who are these people? We need evidence. I just want to make sure this is not paranoia. So, what do you think is the meaning of there's something off about them? Is it they are from somewhere else, or there is something wrong with them? Listen again. Did you have the right answer? Hi. We're the Joneses. You don't think there's something off about them? Who are these people? We need evidence. I just want to make sure this is not paranoia. There's something off about them means there is something wrong with them. In the film, the neighbors think something is different about the new arrivals, but they do not know what it is. If something is off, it is not right or normal. The neighbors are correct. There is something off about the newcomers. They are spies. And that is English at the Movies. I'm Anne Ball. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.